Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là Toàn. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của các bạn đi xem video của mình nhé. Có một số bạn có hỏi mình đó là bây giờ em có logo và có một cái hình mẫu, và làm sao để em có thể gắn cái logo vào cái hình mẫu ở trong một cái file PDF như thế này để tạo thành cái logo cho cái bản mẫu của mình. Ví dụ đây là cái hình ảnh mà cái mẫu mà sẵn có trên mạng, bạn đã tải một cái file thiết kế trên mạng và nó có hình như thế này, hoặc là các bạn có thể tạo một cái hình bất kỳ ở trên mạng nhé. Thì các bạn ấy bảo là bạn ấy đã có logo sẵn rồi và chỉ việc ghép vào cái này thôi. Đây, thì bạn ấy có gửi cho mình một cái file thiết kế ở như thế này, thì mình sẽ kiểm tra xem như thế nào nhé. Ok, thì khi mở ra thì mình sẽ thấy bên trong là người ta đã có thiết kế một cái file sẵn như thế này. Trong đây thì mình nghĩ là đây là cái file nó sẽ thiết kế từng cái phần một ở trong cái hình như là hình ra. Thì để mình kiểm tra xem đó. Bước đầu tiên ấy, thì các bạn nên kiểm tra xem thì từng cái thư mục này nó sẽ chứa những cái gì, bằng cách đó là bật tắt cái con mắt bên ngoài đi. Ví dụ ở đây, ví dụ đầu tiên thì mình nhận định ở đây là cái độ sáng tối của cái hộp. Rồi. Cái thứ hai, không có cái gì, không có gì, tức là mình mở bên trong xem nào. Đây chính là cái logo mẫu trước khi người ta dán vào trong cái đây, trước khi người ta dán vào trong cái hộp mẫu như này. Thì mình nghĩ là cái hộp này nó sẽ lúc đầu nó không có logo đâu. Ok, mình kiểm tra tiếp nhé. Đây rồi. Đây chính là cái phần người ta đã dán cái hai cái logo mà lúc nãy mình xem ở đây này. Đây. Đó. Đây chính là cái phần người ta đã dán cái logo vào. Tức là người ta sẽ lấy một cái mẫu là một cái hộp pizza bên ngoài, không có gì cả. Chắc cái file này là file nhà sản xuất người ta đưa cho để mình thiết kế, mình gắn thử vào đây. Rồi. Tiếp theo. Cái này là màu này. Cái này là màu này. Tắt logo nhé. Cái này là cái hộp, cái này chính là cái hộp pizza này. Còn cái này chắc là nền đây, đúng không? Ok, vậy thì mình đã xác định được đây cái xác định được cái file, cái thư mục chứa cái logo. Đây là cái logo gốc này, còn đây là cái logo sau khi người ta đã gắn vào này. Đó, bây giờ việc cần làm của các bạn đó là thay cái logo ở đây vào đây bằng cái logo của các bạn. Thì mình chưa có cái logo sẵn của bạn ấy, thì mình có thể là hướng dẫn luôn đó, bằng cách đó là lấy cái logo mà người ta đã thiết kế ở đây nhé. Đây, thì việc đầu tiên các bạn đó là tắt khóa những cái thư mục mà nó không có liên quan vào nhé. Tức là mình chỉ chỉnh sửa cái phần này đi, thì mình sẽ tắt hai cái này đi này, và mình khóa tất cả những cái thư mục nào không liên quan vào để mình có thể chỉnh sửa dễ hơn. Vì khi nếu như các bạn không khóa vào ấy, thì các bạn chỉnh sửa trên nền nó sẽ từ cái layer này nó sẽ dính với cái layer kia, hoặc là các bạn click vào nó sẽ chọn nhầm vùng hoặc nhầm layer làm việc ấy. Thì các bạn khóa hết vào này. Đó. Đây. Thì như vậy là các bạn không thể di được, đúng không? Các bạn không thể di được cái vùng này nữa. Rồi ok. Bây giờ cái này là thiết kế, đúng không? Cái file thiết kế là mình cũng tắt nó đi này, là bạn có thể xóa đi cũng được. Rồi. Thì đây, mình mở đầu tiên là mở cái này lên trước nhé. Đây sẽ có là một phần này, đây là cái lô bên trên này, gính vào cái dưới nắp này. Còn cái này là cái dưới bên này, đúng không? Ok, bây giờ đầu tiên này nhé, các bạn chọn một cái logo này này, đúng không? Sau đó Ctrl T để thay đổi kích thước, nó sẽ hiện ra cả bốn cái khung hình tròn như này, bốn cái khung hình vuông như này. Các bạn giữ vào cái góc này và kéo làm sao cho phù hợp với cái vừa phải với cái nắp hộp như này nhé, tầm như này được này. Đấy, sau đó là các bạn lưu ý này, cái hình hộp này nó là cái hình vuông, nhưng mà khi nhìn trên hình nó là hình chữ nhật, hình bình hành. Thì các bạn kéo các cái góc này, ấn giữ phím Ctrl và chọn một cái góc này, giữ cái góc này nhé, di chuyển góc này làm sao nó phù hợp vào cái bốn cái góc thế này. May là người ta thiết kế đây là thiết kế cái logo hình vuông, vì nắp nó là hình vuông, người ta thiết kế cái khung logo cũng là hình vuông rồi, thì nó sẽ dễ kéo hơn.
Đấy, các bạn kéo ra bốn cái góc này. Đó. Thì hình ảnh nó sẽ tự động biến dạng và thay đổi theo cái kích thước này nhé. Các bạn lưu ý là cái khung bên ngoài nó sẽ song song với bốn cái đường xung quanh cái hộp này nhé. Đó, như vậy là rất đơn giản thôi. Mình đã có một cái hình gần giống logo mẫu rồi. Mình tạo chiều sâu khá là ok đấy. Được. Để mình chỉnh thêm chút nữa cho nó nhìn nó hơi giống giống một chút. Đó. Các bạn lưu ý là các bạn phải tưởng tượng ra là cái hình này nó đổ bóng hay là nó nhìn theo hướng nào thì các bạn kéo hình sao cho phù hợp theo hướng đấy nhé. Đó, như vậy là xong cái phần nắp này. Tiếp theo là phần bên dưới này, cái hai cái đường vuông bên dưới ngoài này nhé. Đây. Các bạn tiếp tục ấn Ctrl T này. Sau đó là kéo một cái góc này vào. Đó. Rồi. Thì các bạn di chuyển cái này ra giữa này. Lưu ý nhé, các bạn chọn cái di chuyển vào góc này thì nó sẽ hiện ra một cái mũi tên. Còn nếu mà di chuyển ra bên ngoài ấy, nó sẽ hiện ra mũi tên cong cong hai chiều. Khi bạn giữ thì bạn có thể xoay được cái hình này. Bạn nhìn không? Bạn có thể xoay được cái hình này. Các bạn xoay làm sao cho cái đường bên trên ấy, đường bên trên này nó song song với cái mép này chẳng hạn. Đây, và các bạn kéo xuống đây. Đó, các bạn phóng to cái phần bên này ra. Nhớ nhớ phím tắt nhé, là phím An này, giữ phím An này, lăn chuột nó sẽ phóng to ra này, yeah. Đó, và ấn phím cách, giữ phím cách nó sẽ ra bàn tay và ấn giữ chuột thì nó sẽ di chuyển cái vùng làm việc này. Đó, các bạn thu nhỏ cái phần này vào cho nó vừa một chút với cái này. Đây, sao có bị di chuyển không? Bị chuyển, ok. Đấy, các bạn có thể để chừa ra ngoài làm sao nó cái logo bên ngoài nó không bị lệch ra ngoài này được. Đây, các bạn kéo vào đây nhé. Nhớ là nếu ví dụ bên trên nó song song thì bên dưới nó cũng phải song song cái này thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Thử cho lại. Còn là các bạn có thể không cần phải chuẩn xác vào khung cái hộp vì cái hình này nó là cái hình mà nó chỉ có cái logo bên trong, không có màu sắc bên ngoài, nên các bạn có thể không cần phải chỉnh đúng theo cái khung hình vuông chẳng hạn. Sau khi xong các bạn có thể ấn Enter hoặc là ấn dấu tích ở bên trên này. Đó, rất đơn giản thôi, là cái hình của chúng ta nó đã liền vào, gắn vào được cái khung này rồi. Đó. Rồi, sau khi xuất xong như này rồi thì các bạn xuất file ra thôi. Và chọn file, và chọn save và app. Đó là đặt tên file thôi. Cái lưu ý nhé, là cái file BSD này là lưu ra cái file có thể chỉnh sửa. Như cái lúc đầu các bạn đi gửi cho đấy, là cái file này có thể chỉnh sửa được này. Còn nếu mà các bạn lưu ra file PNG hoặc là JPEG hoặc là đây, JPG hoặc PNG này thì nó sẽ ra cái file ảnh. Đây, nó sẽ ra cái file ảnh như thế này. Là cái file từ cái lúc đầu. Đây các bạn có thể nhìn này, cái ảnh trước khi và sau khi mình chỉnh sửa đây. Đó, nhìn giống nhau. Đó. Đấy. Thì vì cái mẫu này nó có sẵn trên mạng rồi nên các bạn có thể gắn logo và rất là dễ dàng thôi. Ok, thì tất cả các bạn nào có thắc mắc ấy, hoặc là bất kỳ câu hỏi nào có thể inbox cho mình nhé, hoặc là nhắn tin comment trực tiếp ở bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip hướng dẫn giải đáp thắc mắc sau nhé.